Hả? Mình có bị nhầm không nhở? Hay là hai ông này cùng một ác ở đâu, hai ác khác nhau và ai nổ hai ác khác nhau. Hai ác đẹp đẹp, trời ơi đẹp đèn thế nhỉ, bắt luôn hai ác của Remyli. Xong xong thì cấp dưỡng đang đánh cái ác này, hoặc là đánh lúc nãy là game kia là đánh cái ác Remy thôi, kìa cháy luôn. Là rất khó để có thể vào trụ luôn. Thêm 10 phút nữa. 10 minutes left. Momo top 1 kìa. Mình nghĩ là game này phải đổi tên rồi anh em, được không thể dùng nữa. Này anh rất là rắc anh em ạ. Trong này vừa nói rắc nhưng mà rắc đã đi vào dưới vãng rồi. 10 phút nữa. Bây giờ mà ông nào vác pha hoa 2.6 vào đây thì cũng phải chảy ngay. Quá khó. Có khi ăn được anh em ạ, có khi ăn được ấy. Giờ đây ăn được anh em. Thật sự ảo loài nếu mà trong cái game này mà ôi rồi ôi lốp hay quá. Ui, 1.500 trick round à. Trick round à. Don't let I don't think Remyli let him get trick round. Oh my god, it sounds super fast cycle rock hawk. Wow! Incredible! Amazing! Good job! Oh my god! Trick round! Ghê chưa?
ỉa chảy thật sự đúng không? Lily đã gặp thằng nào? Yes, the one. Pichua. Let's go, baby. Nguyên cái tay không bị sao nó như cái lỗ này. Tay Nguyên không bị sao nó như cái lỗ này. Về không nào? Ability, turn on ability, please. Ability. No, it must be. Super Psycho Hawk. Super Psycho. One more Hawk. You can't believe it. We've got it. One more Hawk. Hawk Rider. See? One more Hawk. One more. It's a fucking crazy Psycho. Super Fast Psycho. One more. Earthquake Police. Wow. Thắt lên. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Cái điểm yếu của cái đấy. Điều thuốc,
À, anh em Jacob cúp á, anh Jacob cúp không thật. Bận lắm rồi. Ngày là bọn nó đánh cái giật cúp nó giải đêm. Thì mình chịu. Ôi giời ơi, con mày đấy. Quái vật. Quá hay không? Chúng ta đến với Ian. Yes, so close. Super so close. What are you eating today? Today I'm a trim. I didn't eat anything. Xem cái trận đấu này, thực sự là mình nghĩ là Nexus anh ta sẽ thủ, gọi là thủ đến chết rồi. Thủ đến chết và anh ta rất khó có thể. Ui Hawk Rider có hai lựa chọn là anh ta phải kéo tôi đâu, anh ta không kéo Hawk mà anh ta phải kéo con dây Skeleton Rocket coming. Không cần để hót. Không cần để hót đâu thưa này. Xin chào Trần Đăng Quang. Lion Skeleton. Giờ đây rồi. Cẩn thận bị thôi đô. À tại vị trí đây là hợp lý rồi. Lâu lắm rồi chưa xem livestream của anh nhỉ. Chúc mừng là mới nha. Chúng ta sẽ còn xem những trận đấu. Thực ra là anh em có thể là bỏ qua hơn một tiếng mà mình bắt đầu livestream, nhưng mà nếu mà anh em vẫn còn yêu game thì 30 phút cuối là anh em nên xem livestream, bởi vì là quá những cái trận đấu mà nó là quá hay. Tại vì là 30 phút cuối là chúng ta sẽ gặp những cái trận đấu mà của chỉ có top 10, top 15. Những trận đấu đỉnh cao. Earthquake, Tornado, Hawk. Hoan bộ Earthquake. Thành chưa? Không nghĩ là thắng. Không nghĩ là có thể thắng được mà thắng được. Hảo dịa kinh. Gì nha, top 1 rồi à? Chắc nào. Ui, Ian top 1 này. Congratulations, Ian. Trận hay quá nhỉ. Lấy top 1 để đăng clip đấy coi. Ui giời, top 1 này. Hơn nhau 4 cúp nhá.
subscribe, subscribe.